Rồi, em chào mọi người, chào quý cô chú anh chị đến với nhà vườn Mai Xuân Lê của em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay em có về một số mặt hàng mới về với lại vài cây nhỏ nhỏ để em bán giá mềm để giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Thì mong quý cô chú anh chị ủng hộ em ha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em là Zalo là 0356 731 116 ạ. Rồi mở đầu video clip hôm nay thì em xin giới thiệu đây là một gốc cần thăng ha. Gốc cần thăng này là hàng khổng lồ luôn nha quý chú anh chị. Cái này là từ đó giờ em mới gặp một gốc cần thăng to như vậy á. Cái loại này cần thăng mà nó bự như vậy là hiếm có lắm nha. Và cái hàng của nó là nuôi đùi cành cốt chi là ngọn đồ là nó vót cây đàng hoàng nghe quý của chú anh chị. Cắt giật đồ ha. Thẹo ở đây là nó liền rồi nghe quý chú anh chị. Cái mặt thẹo ở đây là nó liền, nó không có còn thẹo nè. Đó. Chứ không phải là nhìn nó cắt như vậy mà ấy là liền luôn. Đó. Còn cái ngọn của nó ha, cái ngọn của nó rất là to. Cây này hoành của nó, để em đo thử coi nó bao nhiêu hoành nha. Con đứng bảnh lòng cầm dây qua giùm. Đây. Cái hoành này là 1,5 m là không hết dây nha quý chú anh chị. Đây, không hết dây. Thì em nghĩ là nó chắc khoảng 1,7 m ha. Hoành 1,7 m. Còn chiều cao của nó thì tầm chắc cho 2 m đi quý chú anh chị ơi. 2 m. Chiều cao tầm 2 m. Còn cái tán ngang của nó thì cũng khoảng 2 m mấy ha, 2,5 m ha. Khoảng 2,5 m. Thì cái cây cần thăng này thì em cũng xin giao lưu đến quý cô chú anh chị. Giá của nó là 89 triệu em bao ship nha. 89 triệu em bao ship. Rồi, anh quay giùm cái mặt hậu luôn ha. Mặt hậu để cho quý chú anh chị mình nhìn rõ ha. Nói nhiều quá cái nó dính chữ luôn. Coi chừng điền hơi xuống dưới luôn. Cái này là quay nó rất là khó nha quý chú anh chị, tại nó sát lộ. Nó quay cái mặt trong này nó hơi cực. Hàng là khủng long luôn quý chú anh chị. Cái đùi cành của nó rất là to. Tại vì cái này là của dân thợ cũng biết nuôi nha. Nên cái đùi cành to chứ không phải ấy. Bây giờ về mình chỉ đánh cái phơm lên. Vô dây đánh phơm lên là xong nha quý chú anh chị. Đánh cái phơm tàn lên nữa là xong. Anh thợ quay rất là cố gắng quay rõ từng cái chi tiết để gửi đến với cô chú anh chị mình đó. Thấy cho nó rõ cái cây ha. Còn muốn chi tiết hơn nữa thì cứ liên hệ với em. Cây này em đặt là mã số 1O nha, mã 1O. Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 2O ha. 2O là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Cây nguyệt quế này thì có cái đường thân nó nè, co lắc gọng chữ C đàng hoàng ha, dáng bay ra, dáng quyền nha quý chú anh chị. Đường thân co gắt. Ở dưới nó có cái cành tử ha, phơm tàn mịn, đang cho hoa trên cây đầy hết, nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Cái dòng này là dòng nó xiên bông lắm nha quý chú anh chị. Cái này hổm rài là nó ra 2 đợt bông rồi ha. Cây này cho hoa cho trái luôn á. Bông nó rất là thơm. Rồi em xin phép đo kích thước cây này em đặt mã 2O ha. Hoành của nó là 40. Hoành 40. Chiều cao của nó là 85. Tán ngang của nó là 1,5 m nha quý chú anh chị. Tán ngang 1,5 m. Thì cây nguyệt quế mã 2O này em xin giao lưu với giá là 15 triệu nha. 15 triệu em bao ship ạ. Mã 2O. Phơm rất là đẹp. Này người ta tặng cho em không có tặng nhau quý anh chị. Trung bình tiếng mại tặng thưởng một nhĩ già 24 carat.
địa điểm gần trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Hoàng Nghĩa. Tối đêm nay tặng thưởng miễn phí một chỉ vàng 24 carat. Dạ người ta tặng vàng nha chứ em không có tặng vàng. Kia em tặng là chết em luôn. Rồi tiếp theo thì đến cây mã 3 ô. Em cũng xin giới thiệu, đây là cặp đôi Nguyệt Quế, nó rất là giống nhau. Nếu mà khách hàng muốn mua để ở trước cửa một cặp thì đây là cặp đôi lý tưởng, cây mã 3 ô và cây 4 ô ha. Rồi trước tiên thì em sẽ giới thiệu cây 3 ô, cũng là dòng Nguyệt Quế lá sắn hoa chùm, nhưng mà cây này thì nó có dáng trực ha, dáng trực cái có cái cành bay ra, đùi cành rất là to ha. Đó, cây đang xum xê xung cây, bông đầy cây hết, thì quý cô chú anh chị mua về khỏi lo về cái vấn đề cây nó có xung hay nó si gì không ha, cây rất là xung. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 3 ô. Hoành của nó là 33, chiều cao của nó là 92, tán ngang của nó là 1m33 ha. Thì cây này em xin giao lưu với giá là 14 triệu ha, 14 triệu em bao ship. Rồi tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 4 ô. Nói với thì hết nhớ luôn. Mã 4 ô là cây cũng giống nhau ha. Rồi cây này thì cũng là Nguyệt Quế lá sắn hoa chùm. Ở đây có đường thân lắc ở đây ha, cũng có cành phóng bay ra, phơm tàn mịn, hoa đầy cây, đế bài ha, đế rổ đều, trải đều hết. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã số 4. Hoành của nó là 38, chiều cao là 89, tán ngang của nó là 1m50 luôn ha. Cây này em xin giao lưu với giá là 15 triệu nha quý chú anh chị, 15 triệu em bao ship. Nếu lấy một cặp thì em bớt nha, lấy một cặp em bớt giá ưu đãi cho, tại vì người mua một cặp thì lúc nào cũng phải được cái giá mềm hơn. Nhưng mà em nói một cặp này mà nói về mà chân mà trước cửa nhà, em nói thiệt nó đúng là xứng luôn. Nguyệt Quế mà kiếm một cặp mà nó giống đâu phải dễ, nó giống mà tới những cái đùi cành to luôn. Rồi tiếp theo thì đến cây mã số 5. Mã số 5 thì em xin giới thiệu đây là một cây vú sữa lò rèn rin ha. Thì cây vú sữa này nó đang lên đầu bông rất là nhiều. Cây này có dáng bay, nó hợp cho, nhìn nó dáng nó như vậy nhưng nó sẽ hợp cho những cái chỗ mà tiểu cảnh hoặc hồ cá. Tại vì nó mình sẽ ăn gian được cái diện tích ha, trên cái hồ cá thì mình để nó lên cái tiểu cảnh đó thì nó ăn gian ra cái hồ, cái mé hồ. Thì cây này nó đang cho bông và nó đang đậu trái luôn nha quý chú anh chị, đang đậu trái trên cây. Rồi em xin phép đo kích thước cây vú sữa lò rèn rin này, cây mã số 5. Cái hoành thân của nó là 43 ha. Để em đo cái bệ đế cho nó nhiều. Bệ đế của nó là 1m2 ha, 1m23 luôn. Chiều cao của nó là 90, được, tán ngang của nó là 79 ha, tán ngang của nó 79. Thì đối với cái cây vú sữa này thì em cũng xin giao lưu với giá là 4 triệu ha, 4 triệu em bao ship toàn quốc. Tại vì cái cây này nó to lắm quý chú anh chị, cái tiền ship của nó rất là cao, với thực chất cái cây nó không có cao nhưng mà nó nặng thì nó nặng tiền ship. Còn nếu em ưu tiên mua tại nhà em giá rất là mềm cho quý chú anh chị về chơi ha. Rồi thì để anh camera quay một lượt cho quý chú anh chị mình xem và em sẽ mời quý chú anh chị mình vào trong nhà em giới thiệu những cây hàng mini ha, cho quý chú anh chị mình xem những cái mặt hàng nhỏ nhỏ. Rồi cây rất là nhiều, quý chú anh chị mình muốn mua cái gì thì cứ liên hệ với em ha, thì em sẽ gửi những cái hình ảnh cây rồi cho quý chú anh chị mình xem. Rồi
mã số 6. 6 ô là một cặp cần thăng ha, cần cù thăng tiến. Thì cặp cần thăng này rất là già nha quý chú anh chị, hàng này em nuôi lâu năm nên đặc biệt nó cái đùi cành nó rất là to và nó sẹo, nó cái đầu ngọn nó cũng hầu như là sẹo, nó rất là ít luôn, không có sẹo nhiều. Còn cái củ đế thì nó rất là già nè, nhìn cái da của nó là mình biết cái cây nó già độ nào ha. Hàng phần chậu nha quý chú anh chị. Cặp này là mã 6 ô. Rồi em xin phép đo kích thước cặp này ha. Hoành cũ của nó là 33, chiều cao của nó là 25 và tán ngang của nó là 28. Còn cây này hoành cũ của nó là 52, chiều cao của nó là 22 và tán ngang của nó là 32. Mã 6 ô này em xin giao lưu với giá là 700.000, em bao ship cả chậu, giá rất là rẻ nha. 700.000 mà em bao ship mà cả cái chậu cho quý chú anh chị mình về chơi luôn. Cũ quái đàng hoàng chứ phải hàng mà thẳng băng thẳng trừ đâu ha. Cái này lên tiểu cảnh hay là phối tượng đồ rất là ok. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 7 ô ha. 7 ô. 7 ô là một cây ổi tàu ha. Cây ổi tàu này á thì cái đường thân nó lắc xoắn ốc ha. Nó lắc xoắn ốc. Phơm tàn thì nó cốt chi nó già rồi và cây thì nó đang chuẩn bị ra hoa ra trái. Nè, ở đây nó có đầu bông luôn ha. Cái cây này á, nó có đít trái ở đây và một cái lũa ở đây. Thì em cũng xin bán giảm giá cho quý chú anh chị mình về chơi. Đó, nhưng mà cái đường thân nó rất là khéo. Rồi, em xin phép đo kích thước cây này. Mã 7 ô, hoành của nó là 20, chiều cao của nó là 38, tán ngang của nó là 71. Mã 7 ô này em xin giao lưu với giá là 1.800.000, em bao ship cả chậu ha. 1.800.000 em bao ship cả chậu mã 7 ô. Ổi tàu siêu trái. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 8 ô ha. Tám ô là một cặp cần thăng ha. Đó. Thì cái cặp này nó cũng rất là già, cũng tương đương với cái cây cặp hồi nãy. Nhưng mà nó đẹp hơn nha quý chú anh chị, nó đẹp hơn tại vì nó phong cao ha. Thì những cái cây này thì cốt chi cũng rất là già và nó hầu như nó liền sẹo hết rồi ha. Mặt thẹo nó còn ít lắm. Rất là nhỏ luôn, hàng thuần chậu. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành cũ của nó là 39. Chiều cao của nó là 31 và tán ngang của nó là 25. Còn cây này là hoành cũ. Hoành cũ của nó là 52. Cũ rễ nha quý chú anh chị. Để coi hoành thân của nó nhiều. Hoành thân là 12. Chiều cao là 29. Tán ngang là 34. Mã 8 ô này em xin giao lưu với giá là 800.000 nha. 800.000 em bao ship một cặp nha. Một cặp 800 bao ship cả chậu. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 8 ô. 9 ô. Nói lộn, nói nhanh quá, nó lộn nha quý chú anh chị. Có gì thông cảm em nha. 9 ô là một cây linh sam, hoa trắng, phớt hồng. Nói chung em sẽ cố gắng nói rất là rõ cho quý chú anh chị mình nghe. Cây này thì đế nó là nở củ bài, bỏ cọng đều rang hết. Hai thân quyện lắc, phơm tàn mịn. Cây này đang chuẩn bị ra bông nha quý chú anh chị. Nó mới trổ bông và đang lên đầu bông nữa. Cái loại bông hoa trắng phát hồng nó xiên bông lắm nha. Bông nó ra chuỗi chuỗi đẹp lắm. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã 9 ô nha. Hoành cũ của nó là 25. Chiều cao của nó là 37. Tán ngang của nó là 51. Thì mã 9 ô này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 em bao ship cả chậu nha. 1.800.000 em bao ship cả chậu cho cây này. Hai thân quyện rất là khéo cây. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 9 ô ạ. Ồ 10 ô. 10 ô là một cây kim quýt nha quý chú anh chị. 10 ô là một cây kim quýt. Cây này á là dòng kim quýt Mỹ. Kim quýt Mỹ nha quý chú anh chị. Cây này á là hôm bữa khách mua rồi nhưng mà khách không có uy tín nên em lấy lên em bán lại. Thì đợt này em bán rẻ luôn. Xả hàng cho quý cô chú anh chị mình về chơi luôn.
Rồi, em xin phép đo kích thước cây này. Nó đang lên lọc non rất là nhiều nha quý chú anh chị. Hoành của nó là 22, chiều cao của nó là 27 và tán ngang của nó là 39. Thì mã 10 ô này em xin giao lưu với giá là 450, em bao ship cả chậu. 450 thôi, bao ship cả chậu. Cây này rất là bự nha, giống kim quýt Mỹ, nó có xiên trái lắm. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 11 ô. 11 ô là một cây nguyệt quế mini ha, mini để bàn. Thì em nói thiệt, cái nguyệt quế này nó rất là nhỏ nha, cái nào em nói trước. Cây này là mini, mini thì nó không thể nào nó bự được. Đây, phơm tàn thì đang tạo hình sẵn rồi, đó. Thì cây này em cũng bán giá mềm cho quý chú anh chị, chứ mini thì đừng có đòi bự giùm em nha, tội nghiệp em lắm. Rồi em xin phép đo kích thước. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha. Hoành của nó là 11. Chiều cao của nó là 17. Tán ngang của nó là 27. Mã 11 ô này em xin giao lưu với giá là 250 ngàn. Em bao ship nhưng mà bó bầu giùm em nha. Cái chậu xi măng này nó xấu dữ lắm. Cho em bó bầu giùm ha. Để nhẹ ship lại. Là giá 250 mã 11 ô. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 12 ô. Xả hàng cái lô này chứ em nói chứ cái lô này cũng khó kiếm á. Tại vì cái giá mềm như vậy. Rồi tiếp theo mã 12 ô là cũng là nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Cũng dáng lùng lùng gọn cây mini để bàn. Rồi tiếp theo em xin đo kích thước cây mã 12 ô ha. Hoành của nó là 13. Chiều cao của nó là 26 và tán ngang của nó là 27. Thì 12 ô này em xin giao lưu với giá là 250 ha. 250 em bao ship bó bầu. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 13 ô. Là cũng là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm luôn nha quý chú anh chị. Thì những cái cây của em vậy thì nhìn cái da là quý chú anh chị cũng biết nó già cỡ nào rồi. Những cái cây này nó trắng như vậy là nó già dữ lắm rồi, mini mà già rồi. Nên quý chú anh chị khỏi lo về vấn đề về nó hao cây không là không có nha. Nó đẹp hay không thôi chứ với cái giá thôi chứ không có hao cây nha. Đó, cây này thì nó có, em nói là có một cái vết lũa ở đây nha. Cái này là lũa mà lũa thép nha, nó cứ ngắt rồi. Còn cái cây thì nó rất là già, có rễ quái, cây dáng trực ngóc đầu lên ha, cũng duyên lắm. Mã 13 ô, rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 12, chiều cao của nó là 26, tán ngang của nó là 24. Mã 13 ô này em cũng xin giao lưu với giá 250 thôi, 250 bao ship bó bầu nha. Cây này em nói trước là cây nhỏ nha quý chú anh chị. Chứ nhiều khi khách nói tưởng cây bự nhưng mà thật sự em muốn quay gần cho quý chú anh chị mình xem rõ thôi. Chứ thật sự không có phải là muốn quay gần để cho nhìn thấy cái cây bự gì hết. Đó, giá 250 bao ship. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 14 ô. Nói chung á em bán rồi nó đâu đó rõ ràng chứ kích thước em đo thì quý chú anh chị mình để ý giùm em ha. Cây này cây linh sam, hoa trắng phất hồng ha, cây này có dáng là bán đổ nha. Bán đổ, cây này đường thân dặn co lắc rất là khéo cây. Cây này mà về mà nó trổ bông em nói là ghiền luôn chứ không có nói cái gì nữa hết. Tại linh sam hoa trắng phất hồng nó rất là đẹp. Đường thân thì co lắc quyện ha. Nói chung cây này thì đế ở đây nó đều hết ha. Những cái cây này em lựa là về cái đế của nó cũng chuẩn lắm. Đế trải đều hết. Do em đắp trấu xơ dừa, cái phân chất trồng để cho đẩy cái rễ lại để cho cái chi, cho cái cây nó tốt hơn thôi ha. Còn về quý chú anh chị mình thích thì bươi đế ra giùm em. Chứ thật sự những cái cây này em lựa đế rất là đẹp rồi. Rồi mã 14 ô. Em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 25. Chiều cao của nó là 28. Tán ngang của nó là 59. Mã 14 ô này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 em bao ship cả chậu ha. 1.800.000 em bao ship cả chậu cho cây linh sam hoa trắng phất hồng này ạ. À. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 15 ô ạ. Đây, cái này là hàng đẹp nha quý chú anh chị. Cái này là linh sam song hinh zin.
Nhưng mà em nói đẹp là gì? Đẹp là ở cái thân của nó. Cái cây này á, cái thân của nó rất là già, nó lắc, nó khến đàng hoàng ha, nhìn nó khến nè, là mình biết cái độ già của cái cây nó làm sao rồi ha. Tại vì cái cây non không bao giờ mà nó được cái đường thân khến mà lắc gì đây. Đó, cái nét đẹp của cái cây. Thì cây này là linh sam song hinh zin, cây dáng trực lắc nha quý chú anh chị, dáng trực lắc. Cây này rất là khéo cây nha. Phơm tàn thì quý chú anh chị mình khỏi chê rồi, tại vì những cái cây này em nuôi là cỡ 3 năm trở lên. Phơm tàn thì miễn kính cây, cây này là nhiều đợt bông dữ lắm rồi nha. Hàng thuần chậu nha quý chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 39 lận quý chú anh chị ơi. Hoành 39 là em đo là hoành thân đó nha. Chiều cao của nó là 52. 52 là em nhích chút chứ nó thật sự nó 50 thôi đó. Cái tán ngang của nó là 73. Thì cây mã 15 ô này em cũng xin giao lưu với giá là 4 triệu rưỡi ha. 4 triệu rưỡi em bao ship cả chậu luôn. 4 triệu rưỡi. Này là hàng đẹp nè. Hàng đẹp nên tiễn nha quý chú anh chị. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 16 ô ạ. Mười sáu ô là một cây ổi tàu siêu trái ha. Thì những cái mặt hàng ổi tàu này giá rất là mềm cho quý chú anh chị mình về chơi, giá rẻ tiền. Thì cái này nó thuần chậu ha, hàng thuần chậu, cây mini nhưng mà nó già dữ lắm nha quý chú anh chị. Nó già đang cho trái trên cây luôn nè quý chú anh chị, thấy không? Ổi thì nó xiên trái lắm nhưng mà mình đã lên chậu rồi sẵn hết, thuần chậu về mình chỉ việc mình chơi mình tỉa tàn lại thôi. Rồi em xin phép đo kích thước cây ổi này ha. Hoành của nó là 14, chiều cao của nó là 35, cái tán ngang của nó, hết tán của nó là 70 ha. Thì mã 16 ô này em xin Zalo với giá là 800 ngàn thôi nha, 800 ngàn giá rất là mềm cho quý chú anh chị mình về chơi nha, 800 ngàn em bao ship. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 17 ô, nổi quá rẻ nha quý chú anh chị. 17 ô là một cây linh sam đao điểm zin nha quý chú anh chị. Cây này dáng lùng trực lắc ha. Phơm tàn cốt chi già dữ lắm rồi. Hầu như là nó còn có một miếng cái thẹo bằng cái ngón tay út thôi. Cây này là đã nhiều đợt bông lắm rồi nha quý chú anh chị. Bông của nó thì linh sam đao điểm, bông của nó màu tím đậm nha. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 15, mã 17 ô nha. Hoành 15, chiều cao là 19, tán ngang là 31. Thì mã 17 ô này em xin Zalo với giá là 900 ngàn nha, 900 ngàn cho cây linh sam đa ưu điểm zin nha. Linh sam đa ưu điểm zin, bao ship cả chậu. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 18 ô. 18 ô là một cây lớn nha quý chú anh chị, linh sam song hinh zin. Cây linh sam song hinh này á, nó đẹp là ở chỗ nào? Ở chỗ đây nè. Đây em quay cái mặt tiền ra cho coi. Đây, cái đường thân nè, nó lắc nè, nó co gắt. Mà lên đây cái ngọn đó nè, là nó sắn ốc luôn nha quý anh chị, cô chú anh chị. Nó sắn ốc ha. Còn cái quý cô chú anh chị nhìn cái phơm tàn của nó thì thôi, nó già dữ lắm rồi. Còn cái độ già của cái cây mình nhìn hay không, mình nhìn cái da của nó, nó đóng rìu hết luôn rồi ha. Cây thuần chậu, già như vậy nè, nó bông nó mới nhiều ha quý chú anh chị. Đó. Cây trực lắc này nó rất khéo cây, em bữa nay em lựa là đúng một cặp là nhìn nó rất là xuất sắc để cho quý chú anh chị mình xem ha. Xem và ủng hộ em nha. Đừng xem không buồn lắm nha. Rồi, em xin phép đo cây mã số 18 ô nha. Cái bệ đế của nó là 42, hoành thân của nó là 34, chiều cao của nó là 52 và tán ngang của nó là 85. Thì mã 18 ô này em xin Zalo với giá là 4,2 triệu ha. Thì anh có thể quay kỹ giùm em cái cây này cho quý cô chú anh chị mình xem cái form của nó. Cây này rất là khéo. Em sẽ cố gắng quay chậm đi cho quý chú anh chị mình xem. Cây này giá là 4,2 triệu, em bao ship cả chậu nha. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây 19 ô ạ. Mười chín ô là một cây kiều hồng ha, một cây kiều hồng.
Thì cây này á, cái bệ đế của nó á, quái dữ lắm nha quý chú anh chị, già nữa, phơm tàn thì mịn rồi, thần chậu, cốt chi rất là già ha, kiều hồng nha quý chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước cây kiều hồng này ạ. Hoành cũ của nó là 66, chiều cao của nó là 50, tán ngang của nó là 62. Thì mã 19 ô này em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu em bao ship cả chậu 19 ô. Rồi tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 20 ô ạ. 20 ô là một cây mẫu đơn đỏ nha quý chú anh chị. Cái cây này á, cái củ đế nó quái lắm nha quý chú anh chị. Này, nhìn nè, cái này là đúng cây thiên nhiên nha. Trời ơi, cái củ đế nó quái một bệ luôn nè. Nè, thấy không? Ở đây nó có cây tử lên cốt chi nuôi nè. Cây rất là già nha. Hàng là nuôi đùi cành già kỉnh luôn. Đó, già dữ lắm. Và cây đang cho bông trên cây ha. Đang đơm nụ nhiều lắm. Rồi, em xin phép đo kích thước cây này. Mã này là mã 20 ô nha. Cái bệ đế của nó là hoành là 33. Còn cái này em đo cái em sở qua em đo cái hoành thân của nó có bao nhiêu. Hoành thân của nó là 17 ạ. Chiều cao là 27. Tán ngang là 37. Thì mã 20 ô này em xin giao lưu với giá là 1,8 triệu nha. 1,8 triệu 20 ô. Em bao ship cả chậu 1,8 triệu. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã 21 ô ha. 21 ô là một cây nguyệt quế lá, ủa lộn, cây mai chiếu thủy nha, mai chiếu thủy lá trung. Thì cây này cái đồ cành rất là già rồi, cây này không sẹo luôn nha quý chú anh chị, liền lạc hết, hàng thuần chậu. Rồi em xin phép đo kích thước cây mai chiếu thủy này ha. Hoành của nó là 22, chiều cao của nó là 34 và tán ngang của nó là 53. Mã 21 ô này em xin giao lưu với giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu em bao ship ha, cả chậu. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 22 ô ạ. 22 ô là một cây linh sam đa ưu điểm zin nha quý chú anh chị. Đế trải đều rang luôn. Thì cây này cái phơm tàn nó rất là già luôn rồi. Hàng thuần chậu nha, 22 ô. Cây này cây bự. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 18. Chiều cao của nó là 24. Tán ngang của nó là 43. Mã 22 ô này em xin giao lưu với giá là 1 triệu nha. 1 triệu em bao ship. 1 triệu em bao ship cả chậu. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 23 ô. 23 ô là một cây mẫu đơn vàng nha quý chú anh chị. Mẫu đơn vàng mini để bàn ha. Cây đang cho hoa trên cây rất là nhiều và hàng thuần chậu. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 14. Chiều cao của nó là 23. Tán ngang của nó là 37. Thì mã 23 ô em xin giao lưu với giá là 350 nha. 350 em bao ship cả chậu. 23 ô, mẫu đơn vàng. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 24 ô. 24 ô là một cây mẫu đơn đỏ ha. Trời ơi, cái cây này nó già dữ lắm nha. Đế trải đều rang luôn nè quý chú anh chị. Đó. Xứng đáng mua về sưu tầm chơi nha. Đợt này trang cũng rất là giá mềm cho quý chú anh chị mình về tranh thủ mua về chơi nha. Cây đang hoa trên cây rất là nhiều. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 17. Hoành cũ 17, chiều cao là 21, tán ngang là 30. Mã 24 này em xin giao lưu với giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu em bao ship cả chậu. Đây coi nè, cái dàn xương của nó nè quý chú anh chị. Già lắm, chất lượng. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 25. 25 là một cây mẫu đơn vàng nữa nha.
Cái đợt này á, lô mẫu đơn vàng này em bán giá rẻ cho quý chú anh chị mình về chơi luôn, xả hàng luôn. Để chi? Trời ơi, giá tri ân khách hàng chứ bây giờ nguyên năm mình bán hàng không tri ân. Đợt này em bán là rẻ hết mức luôn. Chỉ nói thiệt chứ nói thì chỉ lấy đúng cái tiền tiền chậu, tiền ship rồi cái cây nữa, em nói thiệt lỗ bán xả hàng quý chú anh chị ơi. Rồi em xin phép đo kích thước. Mã 20 25 mô. Hoành của nó là 15. Chiều cao của nó là 30. Tán ngang của nó là 39. Cây này em xin Zalo với giá là 350. 350 cho mã 25 ô. Rồi, tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 26 ô. Là một cây ổi tàu ha. Cây ổi tàu, cây này đường thân hai thân ha, cây hai thân lắc phơm tàn mịn ha. Đang cho trái trên cây luôn, hàng thuần chậu nha quý chú anh chị. 26 ô. Rồi, em xin phép đo kích thước cây ổi tàu này ạ. Hoành của nó là 16. Chiều cao là 50. Tán ngang của nó là 68. Mã 26 ô này em xin giao lưu với giá là 950, em bao ship cả chậu. 950 thôi nha, bao ship cả chậu cho cây ổi nào. Tiếp theo em cũng xin giới thiệu đến cây mã 27 ô ạ. Okay. 27 ô là một cây mẫu đơn đỏ ha, mẫu đơn đỏ. Thì cây này nè, thì cái cốt chi nó cũng rất là già, bệ đế trải đều rang hết nha quý chú anh chị. Đó, trải đều hết, phơm tàn thì mịn nè ha. Đây nè, mặt hậu nè. Đó, đế trải đều rang hết. Già dữ lắm già, đang cho hoa trên cây hàng thuần chậu. Rồi, em xin phép đo kích thước cây mã 27 ô. Hoành của nó là 20. Chiều cao của nó là 22 và tán ngang của nó là 30 34. Mã 27 ô này em xin giao lưu với giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu em bao ship cả chậu 27 ô. Thì mã 27 ô cũng kết thúc video clip của em ngày hôm nay ha. Thì mọi chi tiết quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc số điện thoại là 0356 731 116. Rồi em xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt ạ.